Ok các bạn, chào mừng đã quay trở lại với series luật sư biện hộ tài ba chuẩn phượng phiên tòa thử thách. Nên là mình sẽ quay lại mình chơi tiếp phần cuối ấy. Nên đây sẽ là cái phần cuối cùng khi mà chúng ta đã gọi được cái thằng kia quay trở lại để mình xử nốt cái bản án ấy. Nên thế là mình không nghĩ là cái vụ án này nó có nhiều cái bất ngờ đám ấy. Nó trên thế nào tương đối là dễ đoán ấy. Nhưng mà dù sao thì nó cũng có được nhiều cái hay ho và nhiều cái nhân vật rất là hấp dẫn ấy. Nên chúng ta sẽ kết thúc những cái gì mà chúng ta đã bắt đầu. Chị của em á? Anh thề là anh đã nghe thấy di động của chị My à? Nên một lần nữa cảm ơn các bạn thành viên đã support cái nội dung mình ấy, để mình có thể tiếp tục mang lại được cái nội dung hay và hấp dẫn trên cái channel của mình. Không phải là vì nó hot mà là vì nó hay ấy. Về những game classic như cái trò luật sư biện hộ này ạ. À, vậy là chị ấy đang sống trong cái trái tim của anh. Này anh Phượng, ca ca. Ồ, cô Kiều Diễm. Có thật là tên thám tử chính là kẻ giết người thực sự không à? Nên là bây giờ là con này nó càng có lý do nó ghét thằng này hơn. Thằng này vừa hèn nhát lại còn vừa là kẻ giết người. Anh thật mà nói, chúng tôi không có bằng chứng quyết định nào cả. Nhưng mà chỉ có mỗi hắn ta là người khả nghi nhất. Nhưng không phải là hắn ta đã ở viên cơm vào đêm hôm đó sao? Chưa kể là mình còn chẳng biết được cái động cơ của ông ta là cái gì. À đúng rồi, nên là rõ ràng là chúng ta đã không biết là kiểu như là thằng này nó biến ra kia kiểu gì ấy. Mà nó xuất hiện hai chỗ cùng một lúc ấy. Ý của em là tại sao thám tử tự ái lại muốn giết ông Võ Văn Vở chứ? Ấy, gần đến giờ rồi. Mình phải quay lại vòng xét xử thôi. Mình cần phải tìm được cái bằng chứng quyết định. Và phải tìm được nó ngay bây giờ. Mẹ mày có bói ra. Lẹp 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 lẹp. Phiên tòa sẽ tiếp tục. Anh Ưng tự ái mời anh lên bục khai báo. Khiếp, vào việc luôn vào ngay. Á chà chà, cậu thấy thế nào rồi hả cậu luật sư? Ta không ngờ là cậu lại liều đến như vậy. Nên là tôi chưa thể để họ tuyên án anh được. Nhất là khi mà bản án này có thể cho anh một cái bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo. Cái bằng chứng ngoại phạm mang tên là mặt nạ McKnight ấy. Ta xin lỗi, nhưng mà ta e rằng ngay cả Ưng tự ái ta đây cũng không hiểu ý của cậu là gì. Và tất nhiên là ta đã có mặt ở trong phòng xử án bên cạnh kể từ lúc 10 giờ sáng nay. Nên là e rằng ta không thể nào biết được cái chuyện gì đã xảy ra ở đây. Anh đã ngồi trên ghế bị cáo suốt cả ngày rồi phải không? Và bị buộc tội là mặt nạ McKnight. Phải rồi, đó chỉ là một cái trò trẻ con để bịp cái lũ vô học thôi. Và những kẻ ngu ngốc tội nghiệp đó không chỉ nhờ ta bảo vệ cái bảo vật của chúng, mà còn trả công hậu hĩnh khi ta trả vật bị đánh cắp lại cho chúng. Nên là thằng này nó ăn nó kiểu nó béo bở luôn ấy. Vừa được trả công để bảo vệ sau lấy trộm được cái đấy sau. Khi mà được trả lại vật thì lại được trả công thêm một lần nữa. Nó lại được tiếng ấy mẹ, thật là rất khổ nạn. Ví dụ như là cái nhẫn hồng ngọc lấp lánh này trên cái ngón tay vĩ đại của ta. À kinh quá nhỉ. Và vậy tức là anh vẫn đang tự nhận mình là mặt nạ McKnight đúng không? Lào tỉ kỉnh đã, tất nhiên. Thế thì anh Ưng tự ái, hãy bắt đầu với một câu hỏi đơn giản. Vào ngày 12 tháng 10 lúc 1 giờ sáng, Võ Văn Vở bị sát hại. Anh đã ở đâu vào lúc đó? Kẻ nào đã thiếu hiểu biết thì cũng chả hiểu mình sai đâu mà tự biết xấu hổ. Nhưng mà đừng lo, ta sẽ không để bụng ông đâu. Thưa ngài thẩm phán, có nghĩa là thằng này nó bảo là ông kia kiểu ngu muội ấy. Thì tôi không chấp ấy. Ông cảm ơn anh. Kiểu ông kia ngu muội nhưng ông già thì không chấp ấy. Được rồi, anh tự ái, anh khai vào đêm xảy ra án mạng. Chúng tôi đang nghe đây. Nếu anh muốn, ngài kiểm sát viên. Bằng chứng ngoại phạm. Ta đã hóa thân thành mặt nạ McKnight đánh cắp cái hũ như đã cảnh báo từ trước. Ta đã có quá đủ thời gian để chuẩn bị. Đó là một việc dễ như ăn cháo vậy. Cái bức ảnh này tuy không biết nó á, nhưng mà nó lại có thể làm chứng cho ta. Lúc camera chụp được cái mặt nạ McKnight cũng là lúc mà xảy ra án mạng. Có vẻ như vấn đề chính bây giờ sẽ là cái tấm ảnh chụp hiện trường này. Mọi thứ cho đến bây giờ đều như kế hoạch của hắn á. Chắc chắn phải có bí mật, bí ẩn sau cái bức ảnh này. Ngay cả mặt nạ McKnight vĩ đại cũng không thể ở hai nơi cùng một lúc. Nên là xin lỗi các anh, tôi chưa học phân thân chi thuật.
Nếu không có vấn đề gì nữa thì ta xin phép. Còn một cái phán quyết đang được chờ ta. Khoan đã. Get over here, bitch. Đầu tiên anh tự ả, tôi vẫn còn phải đối chất với anh. Một thằng ngu thì là quá là ngu để biết mình đang rất là ngu. Ý ổng à, anh bảo ông anh đang chém gió đánh phượng. Có mà ông đang chém gió với cái bằng chứng ngoại phạm mình có. Bằng trứng ngoại phạm. Ta đã hóa thân thành mặt nạ Mark 9 đánh cắp cái hũ như đã cảnh báo trước. Khoan đó. Bằng chứng của anh là cái bức ảnh này có phải không? Chính nó. Và cái người đàn ông trong cái bức ảnh đang đeo mặt nạ. Đó là cái lý do mà tại sao ta lại được gọi là mặt nạ Mark 9. Nhưng mà cũng tiện thật đấy. Vì điều này cũng có nghĩa là chúng ta cũng không thể biết được đây là ai. Ý của anh là sao? Phản đối. Cậu định bảo rằng đây trên thực tế không phải là ương tự ái sao? Rằng đây là trên thực tế chỉ là một cái tòng phạm đang cải trang thành mặt nạ Mark 9 để tạo cái chứng cứ ngoại phạm cho hắn ta. Ồ hố, đó là một ý tưởng rất là thú vị. Cậu định nói rằng ta ưng độc lang. Ưng độc lang này lại có đồng phạm hả? Ồ, mình bỏ qua đi. Này lớp tay làm gì có đồng phạm? Nếu như ưng tự pháp đang ở trong công ty bảo vệ lúc án mạng xảy ra thì tên mặt nạ Mark 9 này là kẻ giả mạo. Thế thì là đồng phạm thật sự thật rồi. Nhưng mà giờ anh vẫn chưa biết đó là ai cả. Em cũng không nghĩ được ai cả. Thế là chúng ta phải cẩn thận không được đưa ra những phán đoán sai lầm ấy. Ta đã có quá đủ thời gian để chuẩn bị. Đó là một việc dễ như ăn cháo. Có phải là cô Trần Tú đã thuê anh từ trước đó? Đúng vậy. Khoảng 20 giờ khoảng 20 ngày trước. Nếu như ta không nhầm à? Anh đã gửi cho bên viên cơm thư cảnh báo 10 ngày trước khi thực hiện cái vụ trộm. Vậy tức là anh đã gửi cái bức thư này sau khi anh nhận được cái công việc bảo vệ của mình có phải không? Chính xác. Sao ta lại không thể làm hai việc cùng một lúc được nhỉ? Đó là một cái cơ hội ăn ngon để ta trộm được một cái mục tiêu. Ta hiểu rồi. Anh quỷ quyệt thật đấy. Phải. Ta là hiện thân của kẻ ác. Thằng này mẹ mày tự nhiên nó lại kiểu nâng tầm nó ác phết. Anh Phượng, anh có thấy cái gì lạ lắm không? Sao? Thám tử tự ái lúc nào cũng tự ả hà về cái kỹ năng thám tử tài ba của mình đúng không ạ? Nhưng mà nếu cái hũ bị trộm vào viên cơm khi ổng là cái người duy nhất trông coi nó á, thì cái danh thám tử tài ba của ổng coi như là bỏ luôn rồi nhỉ? May nó cũng đúng á, khá là kỳ lạ. Hình như là cái này nè. Quá đủ thời gian này. Nên nó đúng có mấy chục ngày mà. Bức ảnh này tuy không thể biết nó nhưng nó lại có thể làm chứng cho ta này. Khoan đã. Bức ảnh mà anh bảo là bằng chứng này có phải không? Phải rồi, chính là nó. Chính cái thứ này đã chứng minh là ta là đã phạm tội. Thứ này đã chứng minh tội ác của anh. Giờ thì nghĩ lại thì đúng là kỳ lạ thật. Nên là đúng là cái bức ảnh này là cái bằng chứng quan trọng nhất để nó chứng minh cái bằng chứng ngoại phạm của thằng kia ấy. Anh nói cứ như thể là anh đã cố tình để cho nó chụp lại vậy. Anh ta đã bị chính cái camera của mình bắt tại trận. Ai mà chả có một ngày tồi tệ như vậy. Phải rồi, cuối cùng thì cũng chẳng có cái gì gọi là cái tội ác hoàn hảo cả. Cuộc sống không giống như một cuộc đời, nó như là một cái giai điệu buồn ấy. Xem ra mình cần phải moi thêm thông tin nữa. Nếu hắn ta là ung thư thực sự thì hẳn phải có một điều kỳ lạ trong bức ảnh này. Lúc camera chụp được mặt nạ Mark 9 cũng là lúc xảy ra án mạng. Khoan đã. Về cái camera đã chụp cái bức ảnh này. Ồ thôi nào, đừng để ta đi guốc trong bụng cậu như vậy chứ. Hả? Cậu nghĩ rằng à, ta đã thay đổi cái thời gian trên cái bức ảnh này phải vậy không? Tôi e rằng là cái điều đó là điều không thể. Bởi vì cái máy quay được ở viên cơm đã cung cấp. Hay đâu, cái máy quay được do viên cơm cung cấp. Mà chưa kể là nhân viên ở đó mới là người in ra cái tấm hình này. Nên là hơi bị tiếc cho bên biện hộ. Nhưng mà rõ ràng là cái bức ảnh này chưa qua chỉnh sửa. Tôi hiểu rồi. Mình nên tìm một cái thứ khả nghi khác. Vậy bằng chứng ngoại phạm ấy là giả à? Thì chắc chắn là giả.
Không thì ông ta sẽ không thể giết ông Văn Vở ở công ty bảo vệ 3V được. Nhưng mà em không thấy cái gì bất thường cả. Cả hai cái khả năng, có hai khả năng à? Hoặc là mặt nạ Mark Knight trong ảnh là giả, hoặc là chính là cái bức ảnh là giả. Ta đã hóa thân thành mặt nạ Mark Knight đánh cắp cái hũ như đã cảnh báo trước. Khoan đã, bằng chứng của anh là cái bức ảnh này có phải không? Chính nó. Và cái người đàn ông trong cái bức ảnh này, đang đeo mặt nạ. Đó là lý do tại sao ta được gọi là mặt nạ Mark Knight. Nhưng cũng tiện nói nhỉ, vì điều này cũng có nghĩa là chúng ta cũng không thể biết được đây là ai. Ý của anh là sao? Lại quay về cái đồng cái đồng phạm. Có định bảo rằng đây là không phải tự ái này. Theo đồng phạm này. Ồ hố, đó là một ý tưởng rất thú vị. Ơ cái này mình quay lại sao nhỉ? Ơ cái này mình quay lại rồi. Ô cái này nó quay lại cái lời khai đầu hả vậy? Lúc đó camera cho chụp đúng lúc ra án mạng này. À cái này đúng rồi, cái này nó quay trở lại với cái khai đầu. Ta hóa thân thành mặt nạ Mark Knight này. Ta đã có quá đủ thời gian để chuẩn bị này. Hoặc là mặc vệ dễ như ăn cháo này. Bức ảnh này tuy không biết nó nhưng nó lại có thể làm một chứng cho ta này. Nên hình như là nó chỉ là... Nên hình như là cái này là cái... Câu mà chúng ta... Nên là nó đã khẳng định là cái bức ảnh này là cái thứ có làm chứng cho nó đấy. Mình chỉnh như thế nào. Nên là chắc chắn là phải có một cái vấn đề về cái bức ảnh này ấy. Hình như là cái này. Nên là từ mình sẽ chỉnh ra này. Ơ không phải à? Thưa quý tòa, tòa nghĩ về lời khai như thế nào này? Thế này hình như là từ mình phải quay lại cái lời khai trước rồi. Đúng rồi. Nên là cái này cũng tương đối là khó là mình phải quay lại cái lời khai này ra. Bức ảnh tuy không biết nói. Sau khi chúng ta hỏi được mấy cái kia thì nó sẽ quay lại cái lời khai này. Và mình sẽ phải là press là một lần nữa. Bức ảnh này anh bảo là bằng chứng này à? Có phải không? Phải rồi, chính là nó. Chính thứ này đã chứng minh là ta đã phạm tội. Thứ này à? Đã chứng minh là tội ác của anh. Tôi chắc chắn là cậu cũng phải hiểu chứ nhỉ? Viên cơm đã cung cấp cái karma đó chẳng có lý cách nào để can thiệp được. Điều đó có nghĩa là ta không thể giết được Võ Văn Vở trừ khi ta có thông phạm. Cái nhà kho phải nằm... Chắc chắn nó phải nằm ở đâu. Chẳng nhẽ lại không có điều gì bất thường trong bức ảnh này. Mình sẽ bảo là chắc chắn là có này. Có phải cậu đang ám chỉ rằng cái bức ảnh này là giả? Đúng vậy. Chắc chắn là có điều gì lạ trong cái bức ảnh này. Chúng tôi đã xem qua nhà kho vào đêm đó trước khi cái vụ trộm xảy ra. Và có một cái điều gì trong cái bức ảnh này nó không khớp với cái ký ức của tôi vào đêm đó. Được. Thế thì hãy cùng nghe xem bên biện hộ sẽ nói gì. Nên là chúng ta phải chỉ vào cái điều bất thường ấy. Anh thấy cái bức ảnh này có gì bất thường này. Nên mình phải chỉ vào cái chỗ sơn này. Cái điểm bất thường chính là đây. Cái đây là cái vết máu mà. À máu à, gì là vụ án này đang trở nên thú vị rồi đây. Ba này có vẻ khát máu quá nhỉ. Không hẳn đâu. Trên dưới đây là vết sơn hồng. À là sơn à. Lại còn màu hoa đào nữa chứ. Từ máu chuyển sang màu hoa đào. Cái vấn đề ở bức ảnh này không phải là sơn. Có cái vấn đề là khi mà anh để ý vào cái bố cục của cái nhà kho này cơ. Thì một cái thứ đáng nhẽ là phải có trong cái bức ảnh lại không thấy đâu cả. Thì nó tốt mồi rồi. I got your badge. Vậy anh Phượng, thứ mà đáng nhẽ có trong cái bức ảnh này thay vì vết sơn là cái gì? Mình sẽ đưa ra cái tượng Quan Âm. Cái tượng là Quan Âm Bồ Tát. Người quản lý của viện của triển lãm cổ vật đã nói rằng à cái chuyện đó có lý do cả đấy á. Vào ngày vụ trộm xảy ra vào tầm buổi trưa thì cái bức tượng vàng đó đã được giao từ phòng lễ công trên núi ấy. Trùng hợp thay là nó lại có kích thước hoàn toàn để che cái vết sơn đổ đi à. Đó là cái lý do tại sao chị đã để nó ở vị trí ban đầu mà mọi người thấy. Nên là bản thân tôi cũng
bản thân tượng cũng có ở đấy trước khi cái vụ trộm xảy ra, và thấy rõ ràng là cái bức tượng này nó đứng ở cái chỗ kia. Nếu bức tượng này được chụp vào đêm hôm đó thì nếu bức ảnh này được chụp vào đêm hôm đó thì cái bức tượng này đáng ra phải ở chỗ đó chứ. Lúc tôi tới sau ngày xảy ra vụ trộm, cái bức tượng của bà lão đang ngồi trong một góc. Có lẽ thì cũng có thể là nó đã bị vô tình đẩy ra ở đó chắc. Thưa quý tòa, cái bức tượng này to hơn là quý tòa một chút và cũng hơi bị nặng. Nên là cái việc mà chỉ vô tình chạm thì không thể đẩy nó đi xa được như vậy được. Nếu mà như vậy thì cậu có chứng minh được không? Liệu cậu có thể cho mọi người biết là lý do tại sao cái bức tượng lại bị di chuyển vào đêm hôm đó? Anh làm vậy được không anh Phượng? Không quan trọng là ai đã di chuyển nó, câu hỏi thực sự ở đây là tại sao họ lại phải di chuyển nó đấy. Được rồi, anh Phượng, tôi mong là anh có sẵn câu trả lời rồi. Ai là người đã di chuyển cái bức tượng vàng vào đêm xảy ra vụ án ấy? Thì rõ ràng là cái thằng kia, thằng mà có mỗi mình thằng ở đấy. Xem đây. Người di chuyển bức tượng vàng không ai khác ngoài Ưng Đại Phúc, Ưng Tự Ái. Thôi nào cậu luật sư, ở đó mà tiếp tục với những cái luật lập luận ảo tưởng của cậu. Anh Phượng, anh có căn cứ gì cho những cái lập luận ảo tưởng đó hả? Đơn giản thôi, nhân chứng này là người duy nhất có mặt tại nhà kho vào đêm hôm đó. Điều đó thực sự rất là đơn giản. Tuy nhiên, tại sao ta lại muốn di chuyển pho tượng to lớn lớn này để làm cái gì? Cái lý do để di chuyển cái bức tượng vàng, đây mới là lúc cuộc chiến thực sự bắt đầu. Nào anh Phượng, vì lý do gì mà nhân chứng lại di chuyển cái bức tượng đấy? Cái lý do có thể được tìm thấy ở trong cái bức ảnh này. Nên Ưng Tự Ái, anh đã tự giả vờ làm mặt nạ mắc nai để tạo ra bằng chứng ngoại phạm cho rằng anh đã ở Viên Cương vào tối hôm đó. Nhưng chính cái bức ảnh này cũng đã chứa một cái mâu thuẫn chết người trong này. Nếu cái bức tượng này nằm ở đó thì cái lời nói dối của anh sẽ bị phanh phui ngay. Nên đấy là cái lý do mà tại sao anh phải di chuyển cái bức tượng này. Mâu thuẫn chết người ư? Giả thuyết thú vị đó, hãy nói cho chúng tôi đi. Điều dối trá đang nằm ở đâu đó trong cái bức hình này? Hình như mình phải đưa ra cái ấy ra nhỉ? Hình như là mình phải đưa ra cái khoảng thời gian ra nhỉ? Lên đây! Nên là nó vẫn là chỉ buổi sáng đấy. Và dĩ nhiên, điều dối trá nằm ở chỗ cái thời gian này. Ý của anh sao cơ? Tôi sẽ nói rõ cho mọi người cái ý của tôi. Vào đêm hôm đó, Ưng Tự Ái tới công ty bảo vệ 3V để sát hại ông Võ Văn Vở. Thế nên à, rõ ràng anh ta không thể ở Viên Cơm vào lúc đó được. Nhưng thế thì liên quan gì đến cái việc bức tượng mà bị di chuyển? Thưa quý tòa, thì hãy nhớ rằng cái bức tượng này đã được đặt ở cái nhà kho vào lúc nào? Cái bức tượng được di chuyển xuống nhà kho vào ngày xảy ra án mạng, và nó được đặt vào để che đi những cái vết sơn. Chính xác. Nên là Ưng Tự Ái đã quyết định được thời gian để sát hại hại nạn nhân. Vậy nên là hắn ta đã để tạo được một cái bằng chứng ngoại phạm. Nên anh ta đã chụp cái bức ảnh này trước khi cái vụ án mạng xảy ra từ rất lâu rồi. Cái gì? Tất nhiên là cái bức tượng lúc này vẫn chưa được mang xuống nhà kho. Nên là vào ngày xảy ra án mạng, anh Tự Ái đã trở nên rất là lo lắng. Đứng ngồi không yên như gà mắc đẻ vậy. Như gà mắc đẻ. Tại sao? Tại vì một cái vật lẽ ra không nên ở đó lại được mang xuống và đặt vào cái chỗ lẽ ra không được phép để vào. Và đó là lý do tại sao mà Ưng Đại Tự Ái phải di chuyển cái bức tượng. Có nghĩa là thằng này nó chụp sẵn ảnh ấy từ trước ấy, trước lúc mà có cái bức tượng ấy. Nhưng mà đúng cái ngày mà xảy ra vụ án thì lại cái bức tượng đẩy vào đấy ấy. Nên là nếu mà chụp thì phải có cái bức tượng, đằng này nó không có ấy, nên nó phải đẩy ra để nó kiểu nó hợp thức hóa ấy. Anh ta đã sắp xếp lại căn phòng để nó nhìn giống y hệt cái bức ảnh này. Chờ thợ, anh Tự Ái, có đúng là như vậy không? Đợi đã, thưa ngài thẩm phán, ngài đã quên rồi sao? Cái gì vậy? Cái dữ liệu trong máy tính nhà kho ở dưới tầng hầm à? Nó chứng minh rằng cái camera đã thực sự chụp ảnh vào cái đêm xảy ra vụ án. Phản đối.
đúng là cái camera an ninh được lắp đặt bởi nhân viên bên viên cơ mà. Tuy nhiên à, anh có phần mềm quản lý cái dữ liệu, nên là rõ ràng là anh đã có thể thay đổi thông tin trong cái bức ảnh, kiểu thao túng cái thông tin này. À! Chờ tự, anh Godot, thế này là sao đây? Các chú cứ bình tĩnh. Để anh cho một ngụm. Anh Godot, tòa đã cảnh báo đừng để tòa phải chờ. Đặt cốc cà phê xuống. Ly thứ 11 của tôi. Tôi đã đặt luật là không được uống quá 17 trong ly trong một phiên tòa. Nghĩa là vẫn chưa bị phạm luật. Tuy nhiên bên biện hộ đã đưa ra quan điểm rất là hợp lý. Hợp lý ư? Thì sao nào? Chúng ta đều là những kẻ độc hành bước đi trên con đường vô vàn nghịch lý khác nhau thôi. Vãi ly. Vãi thơ văn. Lý luận của bên kiểm soát đi xa nội dung gốc 10 vạn hải lý. Vậy cậu bảo bức hình này được chụp từ trước đó, và bức tượng đã được di chuyển để khớp với cái bức hình. Nghe hay đấy. Tuy nhiên có một điều không thể phủ nhận được, rằng đó chỉ là một cái khả năng mà thôi. Nam tử Hán lại để thứ lý luận có lẽ cản lối để xe mãi mãi không vươn được tới cái ước mơ của mình. Đúng là như vậy thật. Có nghĩa là không có bằng chứng ấy, đại gái nhỉ? Không, xin đừng nghe lời của anh ta thưa quý tòa. Này anh Văn ạ. À vâng. Nếu anh hành động không có gì khuất tất dưới cái danh nghĩa của mặt nạ Mark Knight, thì hãy kể cho chúng tôi xem nghe về cái phi vụ của anh cũng đâu chết ai nhỉ? Kể đi nào. Được, anh hãy khai trước tòa đi về cái kế hoạch ăn cắp cái hũ cốt thiêng của anh. Phi vụ hũ cốt thiêng. Ta nhận được lời mời từ viên cơm khoảng 20 ngày trước. Cái hũ được đặt trong một cái hộp. Ái chà chà, sau đó thì nó được gửi vào nhà kho. Do vậy, ngay cả ta cũng không thể nhìn thấy được cái hũ cho đến ngày gây án ấy. Nên là ta đã biết rằng đây là một cái thứ vô cùng có giá trị. Vì vậy ta đã gửi cái lá thư đó vào khoảng 10 ngày trước đó. Nên là sau đó ta đã tự mình xử lý an ninh để bảo đảm rằng tội ác của ta sẽ suôn sẻ. Và cuối cùng thì cái hũ cũng đã nằm trong tay của ta. Lúc đó là 1 giờ sáng ngày 12 tháng 10. Nên là có nghĩa là thằng này nó bảo là sau mấy chục ngày nó giám sát ở đấy là nó chưa được chạm tay vào cái hũ ấy. Cũng nà nà như, nên là mãi đến cái khi mà kia mình nó mới có cơ hội để lấy trộm ấy. Cũng nà nà những gì mà chúng ta nghe được trước đó anh nhỉ. Phải. Nhưng mà chúng ta sẽ tìm ra cái sự thật ẩn sau mới thông tin mới này. Thân chứng. Anh chắc là lần này anh không nhầm lẫn gì chứ. Ai chà chà, Zavari. Kiểu như là cái thằng này nó hay kiểu là Zavari mà. Nên là tự cái đoạn này ái chà chà nghe cũng hơi buồn cười. Được, vậy thì anh Phượng, anh có thể bắt đầu phiên đối chất rồi. Nên là rõ ràng là thằng này nó lại bullshit tiếp ấy. Ta đã nhận được lời mời từ viên cơm khoảng 20 ngày trước. Khoan đó, anh đã được cô Trần Tú mời để bảo vệ cái hũ có phải vậy không? Phải rồi à, có vẻ như là họ đã nghe thấy danh tiếng quá bố đời của ta. Cô Trần Tú sao lại cứ dính vào mấy cái thằng dở hơi cắm lợn. Em cũng phải cẩn thận đấy mày ạ. Em cẩn thận mấy thằng sợ khanh. Cái hũ đặt ở trong cái hộp. Á chà chà. Sau đó thì nó được gửi vào nhà kho. Khoan đã. Ý anh là cái hộp này. Phải, chính là cái hộp thảm hại đó. Vì cô Trần Tú đây đã quan tâm đặc biệt về cái hũ này. Và cô ấy đã không thể để bất kỳ một ai vào trong nhà kho, kể cả ta. Cái này thì mới nha. Lý do đâu gì vì vậy. Ngay cả ta cũng không thể nhìn thấy được cái hũ cho đến ngày gây án á. Vậy là anh chắc chắn là mình chưa thấy cái hũ này bao giờ. Đúng vậy. Cậu có thể yêu cầu quý cô Trần Tú xác nhận lại với cậu. Ta chỉ tập trung vào cái lối vào của nhà kho đó thôi à. Tuy nhiên ta ưng tự ái đời nào lại để thông tin tuột khỏi lòng bàn tay mình chứ. Ta biết rằng đây là một thứ vô cùng có giá trị. Vì vậy ta đã gửi cái lá thư vào khoảng 10 ngày trước đó. Khoan đã.
Ý anh là cái bức thư cảnh báo này. Đúng rồi, ta không thể nhầm được, đó chính là cái thư cảnh báo của ta. Có vẻ đúng là anh Hậu không làm ra cái thư cảnh báo đó thật. Tất nhiên rồi, bởi vì tự ái biết cái biểu tượng đó, hắn ta có thể dễ dàng tạo ra cái bức thư cảnh báo này. Sau đó ta đã tự mình xử lý an ninh để đảm bảo rằng cái tội ác của ta sẽ suôn sẻ. Khoan đã. Vậy là ta đã... Vậy không ai đã vào trong nhà kho ư? Thật không may, trong 10 ngày... trong 5 ngày cuối có rất nhiều bảo vật được giao tới nhà kho, nên là có rất nhiều người ra vào ở đó. Và cuối cùng thì cái hũ cũng ở trong tay ta vào lúc... lúc đó là 1 giờ sáng ngày 12 tháng 10. Khoan đã. Và bức ảnh này là có thể chứng minh được điều đó. Đúng vậy, thực lòng thì ngay cả khi bức ảnh nó được chụp à, ta nghĩ nó cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Này anh Phượng, nếu bức ảnh này là giả thì dám thám tử tự ái cũng có thể trộm cái hũ ngay lúc bức ảnh được chụp mà. Đúng vậy, cái gã này hắn ta cứ liên tục nói rằng chưa bao giờ thấy cái hũ cho tới đêm hôm đó. Nếu chúng ta có thể chứng minh được hắn ta đã nói dối thì vụ này đến đây là xong à. Mình cần xem lại hồ sơ này. Chúng ta cần phải chứng minh một điều duy nhất trong phần đối chất này, là nó chụp bức ảnh này trước cái đêm xảy ra vụ án ấy. Có một điều mà tự ái nói rất là rõ ràng, hắn ta chưa bao giờ thấy cái hũ trước kia trộm nó. Cái hũ đặt trong một cái hộp à, sau đó nó được gửi vào nhà kho này. Do vậy ngay cả khi cả ta cũng không thể nhìn thấy cái hũ cho đến ngày gây án ấy. Ta biết đây là một cái hũ vô cùng có giá trị, vì vậy ta đã gửi lá thư vào khoảng ngày trước. Hình như là mấy cái đoạn này là đều có thể đưa ra được cái ra giá trị người giá chưa. Mình xem nào, cái cô linh card của thằng là cái gì nhỉ? Ta sẽ đến đây này, bên mình đúng là cái cô linh card là mình chưa đọc bao giờ. Ta sẽ đến rước đi tác phẩm quý báu giá nhất trong buổi trưng bày cổ vật bản cù răng, và hãy nhớ kỹ cho, hãy giữ cho kỹ hũ cho chấm bi hồng cái này. Nếu mà thằng này chưa biết thì làm sao mà nó biết được có chấm bi hồng. Được rồi mà. Nên là ngay cả khi ta cũng không thể nhìn thấy cái hũ ấy, cho nên ngay cả nó rõ ràng nó đã nhìn thấy trước rồi ấy. Mình sẽ đưa ra cái này. Phản đối. Anh tự ái, nếu như anh thực sự là mặt nạ mắc nai à, thì anh là cái người đã, chính anh là cái người đã viết cái thư cảnh báo này có đúng không? Tất nhiên rồi. Có vấn đề gì về cái bức thư cảnh báo này à? Sao? Để tôi đọc lại cái nội dung thư cảnh báo cho của mặt nạ Mark Knight. Hãy nhớ kỹ, hãy giữ kỹ hũ cho chấm bi hồng nhé. Cái từ chấm bi ở đây à, thì rõ ràng là đang ám chỉ cái vết màu hồng trên cái hũ cốt thiêng à. Thì đúng là như vậy, nhưng mà thế thì làm sao? Thế nhưng à, không tài nào mà mặt nạ Mark Knight lại có thể biết được cái điều này. Ý cậu là sao? Mấy cái vết màu hồng này trên cái hũ, nó chỉ là cái vết sơn hồng thôi. Vết sơn hồng? Những cái vết sơn đó không xuất hiện cho tới ngày mà nó được đem tới trung tâm viên cơm. Có nghĩa thằng này nó phải thấy được thì nó mới biết là có cái màu hồng ấy. Đồ nhặt nhẹo đó, quá đó văn phèn. Cái ngày mà cái hũ cốt thiên được mang tới nhà kho thì nó đã được bị làm bể bởi cô quản lý hậu đạo. Và đó là lúc mà vết sơn hồng bám vào cái hũ. Hả? Cậu nghiêm túc đó hả? Vậy mà cái thư cảnh báo của anh ta lại mô tả rõ cái mấy cái vết sơn này. Nên là điều này có nghĩa rằng thám tử tự ái đã thấy cái hũ này trước khi vụ trộm đã xảy ra. Chính xác hơn là anh ta đã thấy nó khi cái bức ảnh giả này được chụp. Phụ! Và bởi vì là bức ảnh này là giả, nên là bằng chứng ngoại phạm của anh ta giờ không còn giá trị nữa.
Bây giờ thằng này toàn này. Nhà trưởng, anh có gì muốn giải thích không? Được rồi, anh ta dậy dụa. Anh Phượng, anh ăn mừng hơi sớm đó. Hả? Bằng này lại cho thêm vài cốc. Ha, nực cười thật đó. Con người ngày nay ba phải thật à? Ba phải ư? Mới hôm qua chúng ta đã cùng đưa ra phán quyết rằng người đàn ông này là Mặt nạ Mắc Nai. Và giờ mấy người lại gọi anh ta là kẻ giết người ấy. Không phải là quá ba phải ư? Đúng là như vậy. Không, thưa ký giả, đừng có tin anh ta. Cậu bảo anh ưng tự ái là kẻ đã giết ông Võ Văn Vở ư? Vậy thì để tôi hỏi cậu nhé. Sao anh ta lại phải làm như vậy? Chuẩn đấy. Động cơ, cậu Phượng ơi, động cơ. Liệu cậu có thể vui lòng cho ta biết cái động cơ giết người của ta là cái gì không? Anh Phượng, ông ta lấy lại tinh thần rồi kìa. Nếu anh tự ái, nếu anh tự ái đã chuẩn bị trước bằng chứng ngoại phạm mà đổ tội cho Hồ Hiền Hậu như anh nói, thì anh ta hẳn là phải có một động cơ rất là mạnh mẽ. Cái người duy nhất có động cơ gây án ở đây trên thực tế là Hồ Hiền Hậu thôi. Có phải không anh thám tử? Phải. Theo cái điều tra của ta thì động cơ của thằng nhóc đó đã quá rõ ràng. Trong một vụ án hình sự, nếu không có động cơ thì gần như là không thể chứng minh người khác có tội được. Giờ thì anh có thể cho biết động cơ của bị cáo là gì không? Rất thân hạnh, thưa cụ Khốt. Thế lại có cái lời khai về động cơ à? Họ đang định làm mọi cách để khiến anh Hậu thêm khả nghi à? Cho dù mình có đang thiếu thông tin, có lẽ đây là cơ hội cuối của mình. Ok. Động cơ gây án. The motive. Ta ưng đã tự ái, không có bất cứ liên hệ nào với cả nạn nhân. Võ Văn Vở đã tự quyết định ra điều tra mặt nạ Mắc Nai. Và đơn giản là ông ta đã nhầm lẫn hắn là ta. Nên là chính ông Văn Vở đã viết cái bức thư tống tiền này và gửi cho Hồ Hiền Hậu. Và chính ông Văn Vở đã nuôi thù hận với anh Hiền Hậu vì sự phản bội của anh ta. Nên là ông Văn Vở đã chọn sai và cũng đúng thôi. Vì chính bị cáo còn ảo tưởng anh ta chính là mặt nạ Mắc Nai cơ mà. Và đó cũng chính là cái động cơ đã khiến anh Hiền Hậu ra tay máu lạnh với cả Võ Văn Vở. Đây thực sự là một bi kịch. Vậy là nạn nhân Võ Văn Vở đã tống tiền bị cáo. Bức thư tống tiền đã được tìm thấy ở căn hộ của bị cáo. Chúng tôi đã kiểm tra nét chữ viết. Đây chỉ ra là ông Văn Vở chính là người đã viết cái bức thư này. Cái gì? Được rồi anh Phượng, hãy bắt đầu đối chất nhân chứng đi. Nên đây có thể là cái phần lời khai quan trọng nhất để chúng ta tìm được cái động cơ của thằng này ấy. Bởi vì bây giờ chúng ta đã loại bỏ được cái bằng chứng ngoại phạm của nó rồi ấy. Nên là bây giờ là hoàn toàn có khả năng thằng này nó đến được cái chỗ kia, chỗ 3V ấy. Ta ưng tự ái, không có bất kỳ liên hệ nào với nạn nhân. Ai làm chứng điều đó được? Tôi. Sau khi kiểm tra sơ yếu lý lịch của ưng tự ái và Võ Văn Vở, chúng tôi không thấy họ có liên quan gì đến nhau cả. Tất cả được ghi trong báo cáo. Có lẽ là họ có liên quan về công việc chăng? Bởi vì họ đều làm trong ngành an ninh chẳng hạn. Không. Anh trả lời ngắn gọn thật. Từ sao thì thằng kia nó còn nói trả thì em trả lời là không, không cái gì nữa, nó chỉ nói là không luôn ấy. Từ sao thì cái duy nhất có động cơ gây án chính là anh Hiền Hậu ấy. Kiểu như ông thẩm phán đây ai cũng kiểu như là kiểu chẳng qua gì nhỉ. Võ Văn Vở đã tự quyết định điều tra vật nạ Mắc Nai và đơn giản là ông ta đã nhầm hắn là ta. Hắn là ai ạ? Nhầm ư? Đúng, là nhầm lẫn đó. Trong chữ nôm của cụ nhà ta thường hay xưa gọi là nhầm lẫn, có nghĩa là mắc sai lầm ấy, cậu Phượng. Ý của tôi không phải là như vậy. Thì rốt cuộc nạn nhân đã nhầm mặt nạ Mắc Nai là ai à? Nhầm ai ư? Còn phải hỏi thì sao? Đương nhiên là chính là Hồ Hiền Hậu rồi. Sao mình lại muốn đấm vô mặt thằng trai thế nhỉ? Hỏi kỹ hơn. Cop up bitch. Tại sao nạn nhân lại nhầm thân chủ tôi là mặt nạ Mắc Nai? Tôi tưởng là cậu phải biết rõ chứ. Á chà chà. Zavari, anh nhìn vào cái tờ báo này đi. Oh, đó chính là cái giọt lệ thần Emanon, nổi tiếng một viên ngọc tuyệt đẹp. Bên cạnh viên ngọc đấy là một thám tử tài ba cũng đẹp không kém, mẹ tài tự khen nó.
Ngoài ra có một cái tên bảo vệ xấu xí, chính là bị cáo. Bị cáo ư? Nạn nhân đã hiểu sai cái bài báo này và á chà chà, ông ta đã nhầm. Hắn ta đã nhầm là tên bảo vệ xấu xí này trên thế là mặt nạ mắc này. Tôi hiểu rồi. Nghe nó cũng hợp lý đến kỳ lạ. Nên là chính ông Văn Vở đã viết cái bức thư tống tiền này và gửi cho Hồ Hiền Hậu. Ý anh là cái bức thư tống tiền này ư? Nó nói là hãy mang 500 triệu. Và cái này chữ này đúng là của nạn nhân ư? Không có nhầm lẫn gì cả, chúng tôi đã có báo cáo chính thức về để chứng minh cái điều này. Nhưng mà tòa không thấy cái bức thư này có chỉ đích danh ai cả. Đích danh ư? Bức thư này được tìm thấy ở nhà của cậu Hồ Hiền Hậu. Và cậu Hậu đã xuất hiện đúng lúc và đúng thời điểm. Việc đó không chỉ đích danh ai thì chả liên quan gì cả. Có khi nào? Sao vậy anh Phượng? Anh mà nghĩ là nếu mà thư tống tiền đó không phải được gửi cho anh Hậu thì sao? Ồ, anh có bằng chứng gì cho việc đó không? Mình cứ cảm giác có một cái gì đó nó không đúng một chút nào về cái bức thư tống tiền này. Thế nào các vị? Các vị đã thấy thỏa mãn chưa? Và chính ông Văn Vở đã nuôi thù hận với cậu Hiền Hậu vì cái sự phản bội của anh ta. Ý của anh là sao khi anh nói vậy? Trời ạ, anh ta tưởng cậu phải biết rồi chứ. Zafari công ty bảo vệ của bà cái dự. Ok, mình sẽ không đọc lại cái này nữa, thay nó bán cái dữ liệu của nó công ty ấy. Cậu Văn Vở vẫn chưa tha thứ cho cậu nhóc Hiền Hậu này. Và vì nghĩ cậu ta là một tên đạo trích, ông ta đã gửi cái bức thư cho cậu ta. À, đây là cái tập tài liệu được tìm thấy ở trong văn phòng của ông Vở. Cái bằng chứng cho thấy ông Vở đã có hành vi tống tiền. Nhưng mà thế chẳng phải là nó hơi bị lạ sao? Là tại sao bị cáo vẫn đưa tiền cho ông Văn Vở? Dù anh ta không phải là mặt nạ mắc hơn ai. Cái chuyện đó thì do xui xẻo một tẹo ấy mà. Ông Văn Vở đã chọn sai đúng lúc thôi, vì chính bị cáo còn ảo tưởng anh ta là mặt nạ mắc hơn ai. Thế thằng này nó bảo là thằng kia nó ảo tưởng nên nó đi nộp tiền thật. Ừ, cái lý do như thế thì ai mà tin nữa. Tôi e rằng là cái lý luận đấy thì không chỉ riêng của ta đâu. Ý của anh là sao? Tôi có một cái mẫu ghi nhớ nho nhỏ từ vợ của anh Hậu, cô Kiều Diễm. Chồng yêu của tôi tưởng anh là một mặt nạ mắc hơn ai. Mấy người không thấy tội cho anh hả? Làm ơn đừng có nghĩ xấu với anh ấy. Sao nào, Văn Phèn? Thằng này kiểu như là nó nhại giọng ấy con kia. Vừa rồi anh vừa giả giọng cô Kiều Diệu bạn đấy á hả? Nghe giọng phết đấy nhỉ? Đó chính là cái động cơ thế. Nên là cái thằng này ở cái bản tiếng Anh kia nó có hai kiểu là đôi khi nó giả giọng những cái thằng này như kiểu những người khác ấy. Đó chính là động cơ khiến anh ta Hiền Hậu đã ra tay với vợ Văn Vở. Thật sự là một bi kịch. Nên là thằng nào không muốn cái bí mật của nó bại lộ để vợ nó khinh ấy. Anh đừng có mà đặt điều. Tôi là cậu là sư. Tôi e rằng là đặt điều không phải là cái từ thích hợp để mà dùng ở đây đâu. Đây là cái suy luận logic, kết quả sau một cái quá trình sử dụng 100% bộ não thiên tài này. Là sao mà anh dùng được hẳn 100% bộ não vậy? Đó là một cái chuyện dài. Tốt nhất là chúng ta nên để lúc khác. Được, thế thì để lúc khác vậy. Về cái chuyện dài đó, rốt cuộc thì cũng chả bao giờ dài lắm. Nhưng theo kinh nghiệm của mình, nhưng mà cái đoạn này là nếu mà thế thì anh sẽ phải nói về vụ tống tiền này. Để tìm thêm mâu thuẫn này. Nên là rõ ràng bây giờ là mình sẽ xem cái nội dung của cái bức thư tống tiền này. Nên là cái vấn đề là chúng ta phải xem kỹ là mấy cái này thôi. Mình xem nào, xem thêm này. Những người còn muốn bị tiết lộ danh chính trước công chúng này. Nên là cái đoạn với đầu thì không có vấn đề gì này. Nếu không có cái số tiền đó thì hãy ra nộp cái viên kim cương đỏ này mà người đã nhận lần trước này. Nó có một cái list và ông này nghiên cứu về những cái đồ ấy. Nó có giọt lệ thần Emano đá quý này, vương miện bảo đại này, vương miện diêm vương bán thần này, điêu khắc này. Và nên là không thấy một cái viên đá nào màu đỏ ấy. Mình sẽ đưa ra nhưng mình phải đi ra chỗ này ra. Nhầm lẫn này.
chính ông Văn Vở đã viết bức thư tống tiền này gửi cho Huyền Đậu này. Nên là bằng việc cái thằng kia là nó đâu có viên đá đỏ đâu ấy. Trình ra thêm. Nên đây là một trong những cái mâu thuẫn của cái này ấy. Là cái này nhỉ, thư tống tiền à? Phán đối. Phán đối. Tôi hỏi anh vài câu được không? Thưa anh thám tử tự ái. Chà. Nếu nó chỉ là một vài thì không có vấn đề gì đâu. Khi mà anh bảo là cái bức thư này được gửi từ anh Hồ Hiền Hậu, tôi đã nhận ra là có cái một cái mâu thuẫn lớn ở trong này. Mâu thuẫn gì cơ? Tôi không hiểu sao một mâu thuẫn sống như cậu lại có thể phát biểu câu đó. Có mà anh ấy, những lúc như này một người đàn ông phải giải quyết mọi việc bằng chính cái nắm đấm của mình. Sao cậu không cho mọi người thấy cái nắm đấm của cậu mạnh cỡ nào đi? Võ sĩ phèn. Phải đó, đàn ông lên đi anh Phượng. Nên là thằng kia đã bảo là cái đòn anh đánh quay còn non lắm ấy. Như Vân kia cho tòa thấy mâu thuẫn trong vụ nội dung bức thư tống tiền. Hình như là mình phải đưa ra cái chỗ này ra. Anh thấy ông Vở ra. Đúng chuẩn luôn. Ha. Đấm gì mà yếu xìu vậy. Chưa. Anh ở xa quá nên không cảm nhận được thôi. Anh Phượng, tòa yêu cầu anh phải nghĩ cẩn thận trước khi... Không phải, what the... Đọc lại bức thư tống tiền. Nhưng mà chắc chắn là cái này mà. Bây giờ mình ấy lại rồi mà. Mình trình ra lại cái bức thư tống tiền này. Cái này mình xem mà. Hình như là mình phải đưa ra cái cuốn mảnh báo đấy thôi. Về mảnh báo này là về trộm viên đá quý màu xanh mà, không phải màu đỏ ấy. Nên là cái vấn đề là thằng nghe nó bảo là nếu không có tiền thì đưa tôi cái viên đá ấy, nhưng mà nó viên mặt đến viên đá đỏ ấy. Xem đây. Mọi người hãy nhìn vào cái màu báo này. Nên là viên đá xanh này. Nó có ảnh của viên giọt lệ thần Emanon. Viên đá quý đã bị đánh cắp. Viên đá này có vấn đề gì ư? Vấn đề nằm ở cái màu của viên đá cơ. Màu sắc ư? Tôi không muốn bàn luận về cái vấn đề này. Theo cái tờ báo này thì màu của viên đá đã bị đánh cắp là màu xanh. Tuy nhiên trong cái bức thư tống tiền thì nó lại ghi, lại có nhắc tới là một phiên bản cái màu nó hoàn toàn là khác. Thì hãy giao nộp viên kim cương đỏ mà ngươi đã được nhận lần trước tới đây. Viên đỏ. Tức là cái viên kim cương đỏ được mô tả trong cái bức thư tống tiền không phải là cái giọt lệ thần Emanon mà mặt nạ Makhanai đã trộn. Và ý của cậu là gì à, Văn Phèn? Cậu bảo rằng bức thư này nhằm đến một người khác sao? Có phải là như vậy không à, Văn Phèn? Có phải như vậy không à, anh Phượng? Nào, có phải như vậy không à, anh Phượng? Phải. Cả lũ đã quay hỏi. Đây mới là người mà Võ Văn Vở nhắm tới. Mình sẽ bảo là nhắm tới thằng này. Xem đây. Dĩ nhiên, đó là anh, thám tử tự ái. Cậu có bằng chứng gì để chứng minh cái giả thuyết đó không? Anh đã luôn tham gia vào mọi phi vụ của mặt nạ Makhanai. Và ở trong cái phi vụ gần đây nhất, anh đã lấy lại cái thứ đồ bị đánh cắp và nhận được một cái phần thưởng là một viên ngọc. Một cái viên ngọc sao? Hẳn là một cái thứ nằm ở trên cái bàn tay ngọc ngà của anh kia kìa. Và đó là cái nhẫn kim cương màu đỏ đó. Đó chính là cái viên kim cương được nhắc đến trong cái bức thư này. Và điều này có nghĩa rằng là chính ông Võ Văn Vở đã viết thư để tấu tiền anh. Trật tự, tôi yêu cầu trật tự. Tôi nói trật tự các bạn. Shut up, bitches. Thế nào? Xem ra cậu đùa hơi bị đùa dai rồi đó, Văn Phèn. Chết rồi. Mình không thích cách anh ta nói như vậy một chút à. Võ Văn Vở đã tống tiền anh ưng tự ái ư? Anh nghiêm túc đấy à? Đúng vậy, tôi đang nghiêm túc đấy. Anh Phượng, nào hãy đáp trả lại anh ta đi. Thế thì, hãy trả lời tôi cái này đi. Cái bức thư tống tiền đã có một đoạn sau. Nếu ngươi không muốn mình bị tiết lộ cái danh tính trước công chúng. Đúng là như vậy. Võ Văn Vở đang đe dọa ưng tự ái là sẽ tiết lộ cái danh tính của anh ta cho công chúng biết. Danh tính anh ta đang giữ bí mật là gì?
tự ái giết ông Văn Vở vì hắn ta sợ rằng bí mật của mình sẽ bị phanh phui. Cái danh tính mà hắn muốn giữ bí mật là gì à? Cú chốt hạ đây rồi anh. Nên là mặt nạ Macanai. Một cách tuyệt vọng đó chính là hình như là một kẻ tống tiền ra. Thế nên không phải là mặt nạ Macanai mà tống tiền. Một kẻ tống tiền. Ưng Tự Ái chính là một kẻ tống tiền. Phản đối. Này, nghe nói khác những gì cậu vừa nói thì phải. Cậu bảo rằng là ông Võ Văn Vở tống tiền anh Ưng Tự Ái, kiểu là tống tiền của thằng tống tiền. Và cậu định nói rằng anh Tự Ái cũng đang bị tống tiền, cũng đi tống tiền ai khác sao? Công nhận là nghe có vẻ hơi kỳ quặc đấy. Nó không kỳ quặc một chút nào. Đó là một kết luận hợp lý nhất. Võ Văn Vở đã tống tiền Ưng Tự Ái. Nhưng trên thực tế là Hồ Hiền Hậu cũng bị tống tiền bởi một kẻ khác. Nên là chúng ta đã biết là chính thanh niên này là bị tống tiền ấy. Một thanh niên khác sau gửi cái kế hoạch để ăn trộm ấy. Vậy anh đã nhận được bức thư tống tiền này vụ nào? Chỉ một vài ngày sau phi vụ giọt lệ thần Emanon này. Sau đó tôi đã bắt đầu nhận được những cái kế hoạch trong bức thư này. Sau đấy anh đã nhận được những cái bản kế hoạch từ một người rất là tử tế ấy. Kế hoạch chi tiết dã man luôn này. Những kế hoạch chi tiết à? Nếu đúng là như vậy, như thế tức là anh Hồ Hiền Hậu thực sự là mặt nạ Macanai thật. Và đây chính xác là những cái quan điểm của bên biện hộ. Có ai khác đã lên kế hoạch và để anh Hậu làm phần còn lại. Và cái đó không ai khác chính là Ưng Tự Ái. Thế là thằng này nó tống tiền thằng kia sao? Ông kia ngửi thấy mùi tống tiền ngược lại thằng này kiểu thế. Kiểu là mẹ kiểu double tống tiền. Giờ ta hiểu rồi, mọi thứ đã quá trở nên quá rõ ràng. Cái gì? Hồi còn đi học, cậu luôn được cái giáo viên đánh giá vào trong học bạ với một cùng một nhận xét. Trò này ngã xuống sông Đà, sông cầu thả mà phán như thầy bói xem voi. Ta đoán chuẩn chứ? Sao chuẩn như vậy? Cậu bảo rằng ta, Ưng Tự Ái này, đang tống tiền Hồ Hiền Hậu. Trong trường hợp đó, ta đương nhiên sẽ phải biết về tất cả những cái mối quan hệ của hắn với cả mặt nạ Macanai. Đúng, thì đúng là như vậy. Hồ Hiền Hậu nhận được bức thư lên kế hoạch từ phi vụ số 2 trở đi, có phải không? Vậy thì đáng nhẽ ta phải biết cái danh tính của hắn ta kể từ cái phi vụ đầu tiên chứ. Hợp lý. Nếu không thì anh không thể tống tiền anh ta được. Nếu vậy thì hãy trình ra một cái bằng chứng vừa nóng hổi vừa thơm phức ra đây. Và phi vụ đầu tiên, làm thế nào mà Ưng Tự Ái biết được cái Hồ Hiền Hậu là mặt nạ Macanai? Mình phải đưa cái bảnh báo này, đúng không? Chuẩn luôn. Tôi nghĩ rằng là tôi đã hiểu ra rồi à? Hiểu cái gì? Hồi anh còn đi học, anh luôn được giáo viên đánh giá vào trong học bạ với cùng một nhận xét. Anh thích gây chú ý với nhé, nhưng lại tự ái mỗi khi được nhắc nhở. Ý cậu là sao? Anh nhìn vào cái mẫu báo này đi. Đây là một bức ảnh chụp anh và anh Hồ Hiền Hậu đang mặc đồng phục. Thằng này nó đang suy luận thằng này luôn này. Có vẻ như mặt nạ Macanai không hề biết thợ biến mất. Anh ta chỉ cởi cái bộ trang phục của anh của mình rồi giấu nó bên trong cái thùng rác thôi. Ồ, đó là một điều hết sức ngớ ngẩn. Đúng vậy. Giống như vậy thì trẻ con nó còn biết, chứ đừng có nói gì đến một cái thám tử tài ba. Và đó là lúc mà anh đã và đó là lúc anh Ưng Tự Ái đã phát hiện ra cái sự thật. Là lúc anh biết rằng mặt nạ Macanai chính là Hồ Hiền Hậu. Cái quái gì? Đáng lẽ hắn ta phải là mặt nạ Macanai chứ? Không thể tin được. Hóa ra hắn ta một thể tống tiền dơ bẩn. Thế bị bợ định có mắt thiên hạ cái thành thám tử sao? Sao người có thể? Sao người dám vu khống ta như vậy? Tại sao ta lại phải? Ý của ta là ta chưa bao giờ tống tiền ai trong cuộc đời của ta cả. Ta là một thám tử tài ba nổi tiếng và đầy kiêu hãnh, đồng thời là mặt nạ Macanai. Tại sao người không chịu hiểu điều đó? Này lại bị điên. Tôi e rằng anh chả phải là siêu đạo trích hay là một cái thám tử tài ba gì cả. Anh chỉ là một tên tống tiền và một cái sát nhân. Đó chính là cái danh tính thật sự của anh. Sao ngươi dám ám chỉ ta là một trí tuệ tài ba? Chạm đấy sao? Ôi, sao ngươi dám làm được cái gì mà? Thật ra mà thằng ngu, cái gì đấy? Đang bị điên. Nghe tị vì vậy đừng khinh thường ta, cái gì đấy?
Tao chờ bẩn thỉu giết người cái gì. Đủ rồi, đừng có ra tao vỡ bụng cái gì. Nghe cái thằng này đã bị ngáo ấy. Vậy đây mới là cái sự thật. Nên là kiểu hãy chuẩn bị phòng cho anh tự ái như kiểu phòng khách sạn nhỉ. Chuẩn bị đón khách, phản đối. Ừ, vẫn chưa xong á? Bố gõ cả càng vội thì càng dễ bị lệch mục tiêu. Ý của anh là sao? Tôi đã sẵn sàng để đưa ra phán quyết. Tôi chỉ nói một lần thôi. Tôi mới là người đưa ra phán quyết. Bác này sốc. Cứ thế mà bị chiếm quyền, ông thẩm phán bị chơi vố đau thật. Nên là bác thẩm phán này từ bây giờ là sẽ có một cái truyền thống là bị bọn kiểm sát viên này nó chèn ép ấy. Tờ sau tất cả những cái phần sau luôn. Xem ra cậu chưa mài sắc cái móng vuốt của mình rồi, vật phèn. Ý của anh là đúng là cậu đã chứng minh được rất là nhiều điều. Nhưng như ưng tự ái đây chỉ là một tên tống tiền không hơn không kém á. Và hắn ta không ở viên cơm vào lúc án mạng xảy ra. Đúng vậy. Thế nên là anh ta là người đã giết ông Văn. Nhưng có một điều mà cậu chưa chứng minh được. Là cái gì vậy? Chỉ bởi vì hắn ta không ở cái nhà kho không nghĩa là hắn ta đang ở cái hiện trường vụ án. Cho nên là nếu cậu không thể chứng minh được cái con sâu bọ này có mặt ở cái công ty 3V vào lúc đó thì việc đưa ra phán quyết như vậy là còn quá sớm. Không thể nào. Có nghĩa là không có bằng chứng nào là thằng nó ở 3V ấy. Trật tự. Tôi yêu cầu trật tự. Anh Phượng, anh nghĩ sao? Ở đây rồi. Đây là hiệp cuối cùng. Mình phải chứng minh rằng ngày tự ái đã ở văn phòng của ông Văn Vở vào đêm đó này. Nhưng anh chứng minh được cái điều đó thật sao? Đủ rồi đó, Trần Văn Phèn. Tôi muốn nghe câu trả lời của cậu. Đêm đó, ưng tự ái đã tới công ty bảo vệ 3V và bên biện hộ. Mình làm sao mà chứng minh được? Tôi không chứng minh được. Tạch 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 tạch. Đúng như Tòa nghĩ. Tòa. Mình có cái bằng chứng gì mà chứng minh? Nhưng mà nếu chúng ta nghe thêm lời khai của thám tử tự ái ấy. Thật tiếc là hành trình của cậu tới đây là kết thúc rồi, cậu Văn Phèn. Nhưng mà cái vấn đề là thằng này nó đi đâu thì nó phải giải trình chứ. Hả, ý của anh là sao? Cậu không được phép đối chất nhân chứng nữa. Ý của tôi là vậy đó. Cái gì? Cậu quên rồi à? Chúng ta phải hoãn phiên tòa kế bên để gọi ưng tự ái tới đây à? Mà cậu thì đã không thể đưa chứng minh được rằng hắn ta là kẻ giết người ấy. Tôi nghĩ là lúc để hắn ta trở lại cái phiên tòa của mình và chấp nhận phán quyết có tội dưới danh nghĩa là mặt nạ McKnight. Không. Giờ thì cậu luật sư à? Nếu ta nói ra thì chống lại tự ái. Nhưng mà ta dám khẳng định ta là thám tử tài ba, đồng thời là mặt nạ McKnight. Phán quyết của ta xác nhận cái điều đó. Giống như phán quyết này sẽ xác nhận Hồ Hiền Hậu là kẻ giết người vậy. Ta đã đoán trước được tình hình này với toàn bộ sức mạnh thám tử tài ba của ta. Bây giờ lại bắt đầu nói như thánh. Còn lúc nãy là coi như thằng này nó toang rồi. Tòa tiêu ở trật tự chúng ta nên xem xét. Nhân chứng đến đây là đủ rồi. Không thể nào. Cứ ra này anh Hậu sẽ đừng vào của anh Phượng. Chúng ta còn ngày mai để mà tìm thêm bằng chứng và đến lúc đó thì đã quá muộn rồi. Hả? Tại sao chứ? Không ai được xét xử hai lần cùng một tội. Một trong những cái quy tắc cơ bản của tố tụng hình sự đấy. Không ai bị được xét xử hai lần cùng một tội ra. Nếu bị cáo bị đem ra xét xử và được phán là có vô tội trên tòa thì bị cáo đó sẽ không bị đem ra xét xử vì cái tội đó được nữa. Nên đây là một cái quy tắc cơ bản trong tòa án ấy. Và nó đã được áp dụng cho nhân chứng này cũng như tất cả mọi người. Ưng tự ái sẽ được nhận cái phán quyết có tội trong một vài phút nữa. Có tội dưới danh nghĩa là mặt nạ McKnight và cũng có nghĩa là anh ta sẽ vô tội trong vụ án sát ông Võ Văn Vở. Không thể nào. Anh ta đã không thể chứng minh được. Anh đã không thể chứng minh được tội của anh tự ái. Điều này có nghĩa rằng anh ta sẽ không thể bị kết tội sát hại ông Võ Văn Vở. Cắt tiết. What to do? Mình không cách nào để mà chiến thắng được.
Kể cả nếu mà anh Hậu được tuyên án vô tội, thì hung thủ thực sự Ưng Tự Ái vẫn thoát tội của hắn á. Anh đã đối chất hết toàn bộ cái lời khai của nhân chứng trong phiên tòa hôm nay rồi. Và nếu như không còn cái lời khai nữa, thì tòa e rằng chúng ta sẽ phải dừng đối chất với nhân chứng này. Có ai phản đối gì không? Thằng này vào đi vinh nhỉ? Liệu mọi việc đã kết thúc? Tòa tuyên bố kết thúc phần đối chất với anh Ưng Tự Ái. Đâu ra đây? Ra là vậy. Tôi hiểu rồi. Thưa quý giả, có vẻ như hồi còn đi học, tòa luôn được giáo viên đánh giá vào trong học bạ với cùng một nhận xét. Trên lớp không chú ý nghe giảng, nghe từ tay này lọt qua tay khác. Nhìn mình vừa dừng mình nấc quá. Sao lại biết hay vậy? Phượng, anh ngẩng cao đầu lên em. Em quên mất điều chị ấy nói gì về em rồi sao? Thật sự là ngược khi tình hình tệ đến mức hết mức vẫn luôn phải giữ cái nụ cười trên môi. Giọng nói này không thể nào. Nên là chị này lại nhập vào con em, bơm như căng lên rồi. Lâu rồi mình mới gặp lại nhau Phượng nhỉ. Chị My. Đây chính là sức mạnh thật sự của thuật chiêu hồn. Mình biết thật ra mây Thuyền Mây mới là người đã đứng trước mặt mình. Bây giờ là sếp Phan Huyền My này. Nào, xông lên thôi. Nhưng mình còn làm gì nữa chị My? Không có thêm lời khai thì em không thể đối chất được. Chưa đâu, lời khai vẫn chưa kết thúc. Chị nói vậy là sao? Thưa Kỳ Toàn, vừa rồi ngày mới nói một điều rất là thú vị. Anh đã đối chất với hết toàn bộ lời nói của nhân chứng trong phiên tòa hôm nay rồi. Phải, đúng là như thế, nhưng mà tôi rất xin lỗi thưa quý tòa, nhưng mà ngài quên mất một điều rồi. Ban nãy lần đối chất cuối cùng à? Nhân chứng không phải đã tiếp tục phát ngôn thêm nữa hay sao? Lại sủa thêm. Giờ thì cậu luật sư à? Có vẻ như ta sau tất cả thì tình yêu đã chiến thắng. Ta là thám tử và tài ba, đồng thời là mặt nạ. McKenai phán quyết ta xác nhận điều đó đấy. Nếu như phán quyết này sẽ xác nhận Hồi Nẹo là kẻ giết người, ta đoán được trước tình hình này với toàn bộ sức mạnh thám tử tài ba của ta thì có cái vấn đề gì? Phải, nhưng mà những cái lời phát ngôn đó đâu có quan trọng. Được rồi, đối chất xong là ta sẽ biết ngay có quan trọng hay không thôi à. Dù sao thì chừng nào nhân chứng còn phát ngôn à? Nên mình chả biết là còn nó phát ngôn cái gì mà quan trọng. Hình như nó phát ngôn về cái vị trí của nó ấy, hành tung của nó thời điểm đấy ra. Thì bên viện hộ cùng tôi vẫn có quyền được đối chất. Như vậy có được không? Anh kiểm sát. Thằng nào nó thấy gái xinh bắt đầu. Có vấn đề thì sao? Anh có đó. Thằng này đang sốc. Không. Ồ, cậu luật sư ơi, có vẻ như nước cờ này của cậu chậm mất rồi. Nếu như cậu nghĩ những điều giả dối đó có thể làm gì ta Ưng Tự, hãy cùng nghe nó xem nào. Hả? Đúng là nhân chứng này có đá phát ngôn thêm à. Thầy đã sửa thêm thì nó chết. Nên là cũng nên hãy cùng vậy nên là hãy cùng nghe lời khai của anh ta nào. Anh Godot, anh đang làm cái gì vậy? Được rồi, anh Ưng Đại Tự Ái, tòa sẽ cho phép bên biện hộ đối chất phát ngôn vừa rồi của anh. Bên biện hộ muốn nghe lý do tại sao anh lại cho rằng bị cáo là hung thủ thật sự. Vậy nên hãy cho cả phiên tòa nghe lời khai cuối cùng của anh. Hãy chuẩn bị đi nhé, đây chính là cái cơ hội cuối cùng của chúng ta đấy. Vâng, thưa sếp. Nên đây sẽ là cái lời khai cuối cùng này. Sao kiểu vớt vát ấy mẹ. Đúng là ta đã không có mặt ở viện cơ. Ta đã phải rời đi để thực hiện một cái công việc cực kỳ quan trọng khác. Vì đã biết thời gian từ trước rồi, nên ta đã chuẩn bị sẵn cái bức ảnh này. Nên khả năng suy luận bậc thầy của ta đã cho ta biết rằng Hồ Hiền Hậu chính là hung thủ thực sự. Suy luận kinh thế. Thẻ quẹt và cái ví đã chứng minh cậu ta có mặt tại hiện trường vụ án. Việc chuông báo động kêu một lần đã cho ta thông tin để suy luận. Sao bắt thầy biết được mình ra? What the fuck? Cái nút đó không hề có một cái dấu vân tay nào trên đó. Tại sao ấy hả? Nạn nhân sẽ để lại cái dấu vân tay nếu là ông ta là người bấm. Thế nên là người bấm nó chắc chắn phải là kẻ giết người. Hiền Hậu đây đã mặc trang phục mặt nạ McKenai. Đó là lý do tại sao cậu ta lại không thể để lại dấu vân tay. Còn cái lá thư tống tiền ấy hả? Nạn nhân chỉ đơn giản là đã nhầm cái mô ngọc của cái viên ngọc thôi. Á chà chà, Zavari. Do đó tất cả những cái bằng chứng đều chống lại cậu nhóc tội nghiệp này.
nên là thằng này nó khai cũng không có gì là sai cả ấy. Lời khai này xem có vẻ rất là chắc chắn đi. Thế ra cái phát ngôn của nhân chứng không có gì, không phải là do vạ miệng mà ra. Mọi thứ đã được giải thích rõ và tòa không thấy có cái mâu thuẫn gì cả. Tất nhiên là vậy rồi. Nhưng làm sao mà anh biết được về cái chuông báo động? Mọi tài liệu điều tra của cảnh sát đều phải qua tay ta mà. Và ta luôn xem qua những cái tài liệu đó cơ bản mà, cậu luật sư. Cậu còn điều gì cần nói nữa không hả, cậu luật sư? Tòa sẽ không chấp nhận những cái lời trò danh ma của anh nữa đâu, anh Phượng. Vâng, thưa quý tòa, chúng ta không thể trì hoãn cái phiên tòa của anh Tự Ái nữa. Đây là cơ hội cuối cùng của anh. Khoan đã, chỉ một cơ hội thôi sao? Sẽ xem cuộc đi săn mới bắt đầu. Phượng, em thấy sao? Không có bằng chứng nào mâu thuẫn với cái lời khai đó cả. Nhưng cái lời khai thằng này nó gần như là kiểu là hoàn mỹ ấy. Không có một cái lỗi gì. Đúng là có vẻ là như vậy. Ý chị là sao? Đúng là có vẻ là như vậy. Nghe này, Phượng, muốn chỉ ra mâu thuẫn á, thì đâu chỉ có mỗi cách trình ra cái bằng chứng có phải không? Dù sao thì đây cũng là một cơ hội cuối cùng của ta rồi. Nếu em không thể chỉ ra cái mâu thuẫn quyết định thì em sẽ thua. Đơn giản như vậy thôi. Thầy lại uống. Thầy này cốc cà phê cuối cùng, ly thứ 17, cái ly cuối cùng của tôi. Đây cũng là lúc phiên tòa này phải kết thúc. Mình phải tìm ra cái mâu thuẫn chí mạng trong lời khai này. Và mình cần phải chỉ ra nó mà không cần trình bày bằng chứng. Tức là những gì mình cần có thể làm, mình có thể làm ra là tìm ra cái điểm mâu thuẫn và tra hỏi nó. Nhớ lấy, chỉ có một cơ hội thôi. Nên là ở trong cái phần này nếu mà chúng ta tra hỏi sai cái là chúng ta chết luôn. Được rồi anh Phượng, hãy bắt đầu phần đối chất của mình đi. Nên là thằng này nó tự tin là nó xem được hết tất cả những cái tài liệu của cảnh sát ấy. Đúng là ta đã không có mặt ở viên cơm. Nên là ở phần này là chúng ta không được tra hỏi tùy tiện đâu. Tra hỏi sai cái là chết luôn. Ta là phải rời đi để thực hiện một công việc cực kỳ quan trọng khác này. Vì ta đã biết khoảng thời gian từ trước rồi, nên ta đã chuẩn bị sẵn cái bức ảnh này. Nên là khả năng suy luận bậc thầy của ta đã cho ta biết rằng Hồ Hiền Hậu chính là hung thủ thực sự. Thẻ quẹt và cái ví đã chứng minh cậu ta có mặt tại hiện trường vụ án này. Việc chuông báo động kêu là một lần đã cho ta đủ thông tin suy luận này. Cái nút đó không hề có dấu vân tay này. Nạn nhân để lại dấu vân tay nếu ông là người bấm á. Thế nên là người bấm ấy chắc là phải kẻ giết người này. Nên là cái mà chúng ta cần muốn xoay vào đấy á, trên thực tế là cái thông tin mà mặc đồ trang phục mà đã mắc khăn ai này. Cảm tưởng là nó rất là không quan trọng, nhưng mà trên thực tế đây là cái lời khai quan trọng nhất ấy. Anh Tự Ái về cái lời khai này. Cậu vẫn chưa hiểu vấn đề hả cậu Văn Phèn? Đây không phải lúc tra hỏi từng cái lời khai của nhân chứng đâu. Tôi e rằng anh mới là người không hiểu cái vấn đề đó, anh Godot. Hả? Anh Tự Ái, xem lại xem ra cuối cùng anh cũng chịu thú nhận rồi nhỉ, rằng anh đã ở cái văn phòng giám đốc vào đêm xảy ra án mạng. Sao cậu lại có thể nói như vậy? Chúng ta cùng ôn lại cái lời khai của anh một lần nữa nhỉ, anh Tự Ái. Cái nút đó không hề có một cái dấu vân tay nào trên đó. Tại sao ấy hả? Anh Hiểu Hậu đây đã mặc cái bộ trang phục mặt nạ mắc khăn ai có phải vậy không? Phải, chính xác là như vậy. Sự suy luận bậc thầy của ta là chuẩn xác, không có một kẽ hở. Sự suy luận của anh đã đúng là không có một cái kẽ hở nào để anh thoát tội cả. Ta không hiểu. Ý cậu là sao? Tự nhiên à, tôi thấy khát quá. Mẹ, uống cà phê thế chả khát. Từ khi nào mà chúng ta biết được rằng anh Hồ Hiền Hậu đã mặc cái đồ mặt nạ mắc khăn ai để đi tới văn phòng của ông giám đốc? Đó là cái khoảng vài tiếng trước, khi mà cái ly cà phê thứ 6 của tôi bắt đầu nguội mất. Ủa, tôi chưa nói cái chuyện đó à? Tôi xin lỗi, tôi chưa có cơ hội để kể chuyện đó nên à. Nên là cái thông tin này chỉ biết được khi mà ở trong cái phiên tòa trước ấy. Đúng vậy, khi bị cáo chưa từng kể chuyện này cho ai trước buổi sáng hôm nay à. Vậy nên à, những người duy nhất biết được cái điều này chỉ có thể là những người theo dõi cái phiên tòa này thôi. Giờ anh đã hiểu cái vấn đề rồi chứ, Thám Tử Tự Ái. Anh không thể nào biết được cái chuyện này này cả. Lúc bấy giờ anh đang bị xét xử ở cái phiên tòa bên cạnh. Vậy nên anh thử hỏi xem, làm sao mà anh biết được cái thông tin này? Coi nào, tên thám tử này chắc chắn phải biết điều đó.
Hắn ta chắc chắn hẳn là phải có nhiều cơ hội để tìm hiểu trước được rồi. Cơ hội gì? Cơ hội đã ở đó. Và tôi đang muốn bàn về cái vấn đề là cái cơ hội này đây. Đêm đó, anh Hiền Hậu đây đã mặc cái trang phục mặt nạ Mackenai. Chỉ có một cách duy nhất à? Để Thám Tử Tự Ái biết được cái điều này. Cách duy nhất, ư? Chúng ta hãy cùng nhắc lại cái lời khai của anh Hậu nhé. Khi tôi vào cái văn phòng, có một cái bóng bí ẩn ở đó, chào. Ban chủ của tôi đã thoáng nhìn thấy hung thủ thực sự. Phẳng đuối. Nhưng cậu Hiền Hậu không thể thấy kẻ tấn công mình, nên ta không thể nào biết được hung thủ thực sự có phải là Ưng Tự Ái hay không. Tôi sẽ dùng chính cái lời khai đó để lật ngược phiên tòa. Cậu nói cái gì vậy? Anh Hậu đã thấy hung thủ thực sự đúng chứ? Giờ thì nếu mà chúng ta đảo ngược cái lời khai này lại, thì nó có nghĩa là hung thủ thực sự đã nhìn thấy được anh Hậu. Không thể nào. Nên là thằng này nó nhìn thấy thằng kia. Đây là lý do mà tại sao thằng này nó thấy được là thằng kia mặc đồ trang phục ấy, mặc cosplay ấy. Thám Tử Tự Ái, anh đã thấy mặt nạ Mackenai ở hiện trường vụ án trong đêm đó. Anh đã thấy anh ta sau khi sát hại ông Võ Văn Vở và tấn công anh Hậu. Và đó là cách duy nhất mà anh có thể biết được là anh Hậu đang mặc gì. Này nó bắt đầu nó cười như điên rồi. À đâu, anh này vận đội công à? À đâu, thằng này vận đội công này. Đã bắt đầu điên rồi. Hê cái gì đấy? Xem kỵ nhé thưa mọi người. Mình chẳng tìm thấy một đối thủ xứng tầm với mình. Vậy nên ta buộc phải tự tạo ra một đối thủ. Chính là ta, Ưng Tự Diễn. Thằng này ngáo con mẹ này. Anh Văn Mẫu, hôm qua anh cũng nói y hệt như vậy. Nhưng mà nó không còn đơn giản như hôm qua đâu. Hê hê ha hô hô hê. Thằng này chắc là mình ship vào mẹ và ship thẳng vào trại thương điên. Thật là một vụ án vô cùng phức tạp. Võ Văn Vở đã đi tống tiền Ưng Tự Ái, đã đi tống tiền Ưng Tự Ái, còn Ưng Tự Ái thì lại tống tiền ông Hồ Hiền Hậu. Sau khi giết người đã tống tiền mình, Ưng Tự Ái đã cố gắng đổ tội cho Hồ Hiền Hậu. Sau đó anh ta đã cố gắng nhận mình là mặt nạ Mackenai để thoát tội khỏi tội ác thực sự của mình. Và vì thế anh ta mới nghĩ ra cái kế hoạch sử dụng luật không ai bị xét xử hai lần cùng một tội để tạo cái bằng chứng ngoại phạm. Mừng. Dù sao thì có vẻ như chúng ta đã tìm ra được cái sự thật. Xin thứ lỗi. Và đã suýt chút nữa làm vấy bẩn thanh danh của một anh chàng vô tội. Tuyên bố rằng anh ta là một kẻ sát nhân. Đừng có bơ bơ thôi. Ồ, tòa đã không nhận ra anh ở đó. Không ở đó thì ở đâu? Về cái phán quyết đó, tòa biết anh chưa bao giờ giết ai cả. Đúng vậy, tôi rất là vui vì mọi người hiểu cái điều đó. Nhưng mà tôi thật sự là mặt nạ Mackenai. Hả? Ông thật, và ông vẫn chưa tin. Vì vậy, hãy nhờ phiên tòa hôm qua, giờ tôi đã vô tội rồi đúng không ạ? Thì cái anh nói ý ấy, thì mà không bị ai xét xử hai lần cùng một tội ấy. Anh nhắc mà nhớ. Tôi đã bất cẩn rồi à? Bất cẩn? Chị thấy sao chị My? Đúng như bị cáo nói, nguyên tắc không ai bị xét xử hai lần cùng một tội và là tuyệt đối ấy. Không được xét xử lần thứ hai về cùng một tội, về cùng một tội phạm mà người đó đã được tuyên tráng án từ trước. Thế thì à? Mặt nạ Mackenai là vô tội thật ạ? À? Có vẻ tạm thời là như vậy. Tạm thời là như vậy. Có nghĩa là ở cái vụ án hôm qua là thằng này được xét xử là đã vô tội về cái tội trộm cắp ấy. Nên là bây giờ thằng này không thể quay thể bị xét xử là cái tội trộm cắp một lần nữa ấy. Tòa tuyên bố bị cáo vô tội. Nên là thằng này lại hít thơm từ cái trò mà kiểu là là kiểu như không được xử lại cái nước của cái này ấy. Thật là may mắn. Khoan đã, ẻ tôi. Rốt cuộc thì điều này không hay tí nào. Thằng này vẫn đang ngáo ngơ từ đầu đến trận đến cuối trận. Phượng, em đã làm được rồi kìa. Cảm ơn chị nhiều chị My. Cũng lâu rồi hai chị em mình không gặp nhau. Ở dạ này mây nó cũng chẳng thèm gọi chị về. Thế chị đi ngủ mẹ rồi gọi làm gì? Thật à? Chị đùa thôi Phượng à? Làm gì mà nghiêm túc thế? Nhưng mà mây dạo này có vẻ như đang phiền não nhỉ? Ý chị là về việc trở thành trưởng tộc môn phái chiêu hồn Cú Răng ấy à? Trở thành trưởng tộc
nghĩa là sẽ phải từ biệt mẹ bọn chị Phan Huyền Sương phải không ạ? Chăm sóc em ấy giúp chị nhé Phượng. Chăm sóc nhưng mà mẹ và thằng này nó có thích chăm sóc không? Thôi gặp em sau. Chị mình. Thế mà đến mấy phần sau không thấy chăm sóc nhỉ anh Phượng? Ừ. Thôi à, tôi không biết là phải nói gì nữa. Chúc mừng anh nhé anh Hậu. Cảm ơn anh rất là nhiều. Ê khoan đã, nhưng mà đợi đã. Thôi nào, cứ vô lên đi anh, con này quay lại rồi. Mây, không những được chẳng án giết người mà còn thoát được tội ăn trộm nữa. Sướng quá có gì. Nhưng mà đổi lại tôi đã mất tất cả. Hả? Ý của anh là sao? Đánh cắp dữ liệu từ công ty bảo vệ 3V trở thành mặt nạ Mackenai à? Tôi đã làm tất cả vì em ấy. Ý anh là vợ anh cô Kiều Diệm sao? Cô ấy ghét bọn tội phạm hơn bất kỳ cái thứ gì à? Nói mới nhớ, cô ấy đã từng bị bọn cướp bắt làm con tin thì phải. Em ấy luôn nói rằng mình ghét, cay ghét đằng cái bọn tội phạm hèn nhát. Tôi biết chứ, tôi biết, nhưng mà vào cái thời điểm đó tôi đã bị sa thải và tiêu hết sạch tiền rồi. Nên tôi đã nghĩ rằng em ấy sẽ bỏ tôi mà đi à. Nhưng là vì em ấy làm gì còn cái lý do để cạnh tôi à. Vậy nên thế nên anh mới trở thành cái mặt nạ Mackenai à? Phải, nhưng mà mọi thứ đã kết thúc rồi. Gương đã vỡ làm sao có thể lành lại được nữa. Không phải như thế đâu, phải không anh Phượng? Thật à, mọi thứ có thể hàn gắn được lại xác. Tất nhiên rồi, anh Phượng, anh sẽ chứng minh điều đấy. Nên là cái mà gương vợ có thể lành này là cái hũ ấy. Cốt thiêng. À, vỡ là bao nhiêu lần có thể gắn lại. Em Diễm chính là người đã tìm ra nó. Vợ anh, à, Kiều Diễm tỷ tỷ. Cô ấy luôn tin tưởng vào anh Hậu. Thế nên là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh không cần phải lo lắng gì cả. Gì Honey đây rồi. Kiều Diễm tỷ tỷ, anh giỏi lắm chồng yêu. Anh vô tội rồi, em hạnh phúc lắm. Em đúng là cái chuyện này chỉ trong game. Còn cái con đào con kiểu mẹ xài như điên này, ngoài đời thì chắc là cho thầy mẹ lâu rồi. Cảm ơn em. Anh rất là trân trọng điều đó. Nhưng mà anh à, anh đoán là em sẽ không muốn sống chung với anh nữa phải không? Chồng yêu, sao anh lại không kể với em về những chuyện anh đã phải trải qua? Em không hề biết rằng anh lại bỏ việc ở công ty bảo vệ 3V. Và em không thể tưởng tượng nổi anh chính là mặt nạ Mackenai nữa. Chị Diễm, giờ chị biết sự thật rồi thì chị sẽ làm gì? Chị sẽ không rời bỏ anh ấy chứ? Không phải, là quá rõ rồi sao? Làm sao mà chị lại nỡ bỏ một người tuyệt vời như chồng của chị, chồng yêu của chị chứ? Với cả, xe của chị chạy nhanh lắm đó. Anh có mà chạy đằng trời. Nhưng mà chẳng phải là cô nói là cô ghét cái bọn tội phạm sao? Hả? À, tôi chỉ ghét những cái tên hèn nhát và lén lút thôi. Như cái tên thám tử kia chẳng hạn. Nên là chả có cái logic gì. Nên là kiểu như là còn anh Hậu mà của tôi trước khi ra tay luôn thông báo trước cho họ như một người quân tử. Bây giờ ăn trộm lại còn có nhiều cái kiểu level. Tôi yêu những cái con người hào hiệp như thế. Hào hiệp. Em biết là mình đã chọn đúng người rồi mà. Mỗi ngày em trải qua với anh đều tràn ngập cảm giác hồi hộp và khoan khích. Chả hiểu chẳng có một cái logic này. Liệu của anh Kiều Diễm, cô thực sự rất là yêu anh Hậu có đúng không? Này Phượng ca ca, nên là ngoài đời thì mẹ mấy con này thì ao mẹ lâu rồi. Vâng, thật mừng vì tôi đã nhờ anh bảo trợ cho chồng tôi à. Cảm ơn anh rất là nhiều. Tôi sẽ không bao giờ quên những gì anh ấy làm. Đừng có cảm ơn nước bọt nhé. Và phí về đầy đủ ấy. Ồ vâng vâng ở. Chúc hai người hạnh phúc. Anh cũng vậy anh Phượng. Phượng ca ca. Mặt mình ngượng chín đỏ lên. Con này lại chuẩn bị toang ở Hà Hốc. Thôi xong xoang tôi rồi. Anh Phượng à, cậu Phượng, cậu tán tỉnh Phượng cái khác. Chưa phải là huyền sư. Không, chẳng lẽ không bao giờ tha thứ được không? Còn là tắt như điên. Ngất luôn. Và vụ án cứ thế lại khép lại với cảnh tôi ngất trước cửa tòa. Anh Hậu nói rằng gương vỡ thì không thể lành lại như xưa. Thế thằng này là con nít rồi đánh cũng chết. Nhưng mà tôi biết điều đó là không đúng. Cứ nhìn mà xem. Đây chính là minh chứng thuyết phục rằng gương vỡ còn lành lại hơn xưa luôn ấy chứ. Đây là kiểu hoàn thiện lại ngay từ thời ban đầu. Rất là ảo. Nên đây sẽ là kết thúc cái hũ cho mất cắp cái tập số 2 của game.
Nên nó sẽ mở cái tập số 3 là Nội Oan Thánh Nhỏ. Đây là toàn là remake lại. Ok, vậy là chúng ta đã chơi xong cái phần số 2 của tập số 2 của cái phần số 3 phiên tòa thử thách ấy. Nhưng mà trên thực tế cái phần này cũng không phải là cái vụ án mình thực sự là mình thích nhất ấy. Nhưng mà dù sao nó cũng có rất là nhiều cái nội dung hấp dẫn ấy. Về nhiều cái nhân vật cũng rất là hay. Và đặc biệt là chúng ta tập đầu tiên thì chúng ta biết được cái công tố và cái sát viên mới là Godot ấy. Nên là về cơ bản là chúng ta sẽ biết được nhiều cái thông tin bí ẩn xoay quanh cái nhân vật này, thanh niên nghiện cà phê này, ở cái những cái vụ án sau ấy. Ok, mình sẽ quẹ sau để mình chơi. Nên một lần nữa cảm ơn các bạn thành viên đã support nội dung mình. Nên là có các bạn nên mình đã có thể tiếp tục có động lực để mình tiếp tục làm những cái nội dung hay và hấp dẫn mà ít người chơi, như cái trò luật sư biện hộ bản tiếng Việt và tiếng Anh ấy, đặc biệt là tiếng Anh ấy. Nên là một cái cốc cà phê các bạn thì nó như kiểu đôi 3.000 view ấy. Nên là mình phải nói là nó cái tính view để làm cái nội dung của Việt Nam nó tệ hại đến cái mức độ như nào ấy. Nên là từ đấy là mình thực sự là có được cái động lực khi từ những cái cốc cà phê của bạn ấy. Nên một lần nữa, nếu các bạn đã chưa mời cà phê thì hy vọng các bạn có thể mời mình cốc cà phê để các bạn ủng hộ channel mình ấy. Rồi từ đó có thể xem được hết những cái tập của bộ luật sư biện hộ này luôn ấy. Bao gồm cả tập phần 4, phần 5, phần 6 của cái bản tính Anh ấy. 5-6 là một trong những cái phần hay nhất của bộ luật sư biện hộ ấy, bên cạnh cái phần 3, nên hy vọng các bạn có thể xem qua những cái game đấy ấy. Và bên cạnh đó thì các bạn có thể xem cái bộ luật sư văn sắc điều tra cũng vô cùng là hấp dẫn ấy, là một trong những cái series mà đầu tư rất là lớn ở trên cái channel mình ấy. Hy vọng các bạn có thể xem qua, ít nhất là xem qua tập đầu tiên. Ok, mình xin cảm ơn các bạn theo dõi và hẹn gặp lại các bạn vào cái tập 3 ấy. Nên mình sẽ quay lại sớm để mình chơi tiếp thôi. Hy vọng là mình có thể hoàn thiện là rất là nhanh ở cái phần phiên bản tòa thử thách này để cho mang lại cho các bạn những cái nội dung hay nhất và sớm nhất ấy. Nên là mình hy vọng là nó hay nhất và nó xúc tích nhất, còn tất nhiên là nó không surprise nhất hoặc là không có nhiều reaction ấy. Nhưng mà hy vọng là mình có thể mang lại được cho các bạn nội dung thực sự chuẩn xác nhất và về cái nội dung và những cái hay của cái cốt truyện của luật sư biện hộ. Ok, một lần nữa cảm ơn các bạn theo dõi và hẹn gặp lại các bạn một tập khác trên cái channel của mình.